Kính thưa quý vị, chào mừng quý vị đang đến với chương trình 60 giây buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình sáng nay thứ năm ngày 14 tháng 2 năm 2019 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Công nhân khu chế xuất khu công nghiệp trở lại làm việc sau Tết. Giá đắt gấp 10 lần hoa thường, hoa hồng ngoại nhập vẫn chiếm ưu thế. Khởi tố vụ án và bị can vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên. Quay tính tiền sử dụng trí thông minh nhân tạo. Thưa quý vị, thông tin từ Ban Quản lý các khu chế xuất khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đa số doanh nghiệp tại các khu chế xuất khu công nghiệp đã hoạt động trở lại từ ngày 11 tháng 2. Một số doanh nghiệp dệt may, da giày bắt đầu khai trương vào ngày 13 và 14 tháng 2. Theo nhận định chung, những ngày đầu tiên sau Tết Kỷ Hợi, có hơn 90% công nhân đã trở lại làm việc tại doanh nghiệp. Tỷ lệ nhảy việc nhìn chung rất thấp do việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng vào đầu năm, cộng với đơn hàng dồi dào nên thu nhập công nhân được cải thiện. Đồng thời, công tác chăm lo Tết tại các doanh nghiệp đã tốt hơn. Nhiều doanh nghiệp tổ chức tất niên tặng quà lì xì, tặng vé tàu xe, khiến công nhân vui nghỉ Tết và phấn khởi đi làm trở lại. Một số doanh nghiệp có lượng công nhân lớn như công ty Baozhen Việt Nam ở quận Bình Tân cũng đã hoạt động trở lại từ ngày 11 tháng 2 với khoảng 90% công nhân đến làm việc. Những ngày đầu năm mới tại các xã biển của tỉnh Quảng Bình, ngư dân đánh bắt cá vùng biển gần bờ đã có những chuyến biển đầy may mắn. Sau những chuyến ra khơi, các tàu cá đều thu về hàng chục tấn cá, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng cho bà con ngư dân. Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, mỗi chuyến ra khơi đánh bắt, ngư dân đều phấn khởi khi những mẻ lưới đầu năm gặp thuận lợi, đánh bắt được nhiều cá. Nói chung đầu năm đi bởi ra quân được 2 ngày, nhưng mà số lượng cá cơm thì còn nhiều, nhưng mà giá thị trường thì còn rẻ, một ngày 5 triệu, 7 triệu. Mỗi chuyến đi biển gần bờ bắt đầu từ 4 giờ chiều hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau với 4 đến 5 thuyền viên. Thời tiết khá thuận lợi cũng là lý do mang lại may mắn cho ngư dân. Năm nay thì nói chung là coi so với năm trước thì cùng là năm nay là cũng khá rất nhiều. Cùng 6 chiếc ra quân cùng đều là khá giá. 3 ngày này là coi đánh bắt cũng được gần 70 triệu. Cá cơm rồi là những con cá nục. Với những người dân vùng biển, các chuyến đi biển đầu năm gặp thuận lợi sẽ là dấu hiệu một năm đánh bắt đầy bội thu. Liên quan đến việc một đơn vị của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao Tốc Việt Nam, đó là Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường Cao Tốc Việt Nam, ban hành quyết định từ chối phục vụ vĩnh viễn 2 phương tiện trên các tuyến cao tốc do đơn vị này quản lý và khai thác, thì Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho rằng đây là đề xuất quá nóng vội do chưa nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật, khiến dư luận xã hội bức xúc. Người đứng đầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho rằng hiện chỉ có quy định cho phép các chủ đầu tư quản lý đường cao tốc được phép từ chối đối với xe chở quá tải. Nhưng nếu chủ phương tiện thực hiện dỡ tải theo đúng tải thì vẫn được cho phép tiếp tục tham gia giao thông. Còn liên quan đến đề xuất từ chối phục vụ xe ô tô của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam, Tổng cục yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường cao tốc Việt Nam ra soát lại quy trình. Tổng cục sẽ báo cáo bộ tất cả các nội dung quá trình mà đã giải quyết, để cho Tổng Công ty VEC cũng nắm rõ, đồng thời như cũng để dư luận và nhân dân các cái doanh nghiệp tức là yên tâm là thực hiện quản lý hạ tầng theo đúng quy định của pháp luật. Qua sự việc rất đáng tiếc này, Tổng cục yêu cầu các đơn vị quản lý đường cao tốc, các nhà đầu tư cần phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến đường theo quy định hiện hành. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành quyết định loại bỏ khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam đối với các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất chlorpyrifos ethin và fipronil. Theo quyết định, có 228 loại thuốc thương phẩm có chứa hoạt chất chlorpyrifos ethin và 152 loại thuốc thương phẩm có chứa hoạt chất fipronil, trong đó có 10 loại thuốc thương phẩm có chứa cả hai hoạt chất này sẽ bị loại bỏ. Tuy nhiên, hiện các sản phẩm này sẽ vẫn tiếp tục được sản xuất, nhập khẩu tối đa 1 năm, được buôn bán sử dụng tối đa 2 năm kể từ ngày quyết định này được ban hành. Sau khi quyết định có hiệu lực, từ ngày 12 tháng 2 năm 2019 sẽ ngừng toàn bộ thủ tục đăng ký đối với các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa hai hoạt chất này. Hiện nay, các giống hoa hồng ngoại đang trở thành xu hướng bày tỏ tình cảm trong những dịp quan trọng như ngày lễ Valentine. Lý do là loại hoa này sở hữu những ưu điểm nổi bật như là màu sắc tươi đặc trưng, hương hoa thơm nhẹ, độ nở cao, đặc biệt là khi héo vẫn còn giữ nguyên màu sắc.
Vào ngày Valentine, các tông đỏ thuần, đỏ nhung vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các đấng mày râu. Các loại hồng ngoại trên thị trường hoa tươi hiện nay đều xuất thân từ các quốc gia nổi tiếng với ngành công nghiệp trồng hoa. Việc nhập hoa từ nước ngoài sẽ gặp rất nhiều vấn đề khó khăn như về chi phí, vận chuyển bằng đường hàng không, thời gian bay rất là dài, đặc biệt là nhiệt độ bảo quản liên tục từ khâu cắt hoa, vận chuyển từ nhà vườn về với Việt Nam. Bên cạnh đó, kiểm dịch thực vật là một vấn đề rất là quan trọng không kém để đưa vào thị trường của Việt Nam. Hoa hồng ngoại nổi tiếng với một số loại như hồng cầu vồng, hồng sô-cô-la sáp đính trái tim, hồng nhung, hồng gợn sóng. Giá của mỗi cành hoa có thể dao động từ 80.000 đồng cho đến 100.000 đồng. Hầu hết các loại hoa này đều phải được bảo quản ở nhiệt độ mát, hạn chế ánh nắng, tốt nhất là nên thay nước từ 1 đến 2 lần mỗi ngày để giữ hoa được lâu hơn. Tại thành phố Cần Thơ, không ít người kinh ngạc khi một chàng trai đã từ bỏ việc nuôi gia cầm chuyển sang nuôi chim công hoang dã. Điều đặc biệt hơn, anh chính là người đầu tiên ở miền Tây thành công trong việc tạo ra những chú chim công đột biến với màu sắc có 102. Chim công trắng, chim công ngũ sắc, đây đều là những loại chim công đột biến lông hiếm có. Chủ nhân của những chú công này là anh Trần Văn Toản ở thành phố Cần Thơ. Từ hai cặp chim công xanh Ấn Độ, anh Toản nhập thêm nhiều loại chim công khác nhằm nhân giống và tạo ra công đột biến với bộ lông ngũ sắc bắt mắt. Tại mình thì đang đi theo về cái hướng con công màu, nên là mình cố gắng làm sao để duy trì thêm cái con công màu ra ngoài thị trường nó nhiều lên á, nên mình có thêm được vài cái loại công để mình ghép vô. Anh Toản cho biết, chim công nuôi khá đơn giản, dễ sống và có sức đề kháng tốt, thích nghi với môi trường nhân tạo, ít tốn công chăm sóc. Để nhân giống công đột biến rất khó, trung bình 100 con chim công chỉ sinh được từ 1 đến 3 cá thể đột biến. Nhưng bù lại, chim công đột biến sở hữu bề ngoài rất đẹp với nhiều màu sắc khác nhau. Đẹp nhất là chim công trắng hay còn gọi là chim công bạch tạng. Những cái đời con của nó ra, nếu mà được những cái con đột biến thì cái giá trị nó có thể gấp 3 lần so với con công ban đầu. Hiện anh Toản đang sở hữu 28 con chim công với nhiều chủng loại khác nhau, dao động theo độ quý hiếm với mức giá từ 5 đến 30 triệu đồng một cặp một tháng tuổi. Tiếp theo trong phần sau của chương trình, trạm xăng bất ngờ bốc cháy, người dân hoảng loạn bỏ chạy. Một người đàn ông bị ô tô cán chết trong đêm. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án nữ sinh đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên vào chiều 30 Tết Kỷ Hợi 2019, thì chiều qua Thiếu tướng Sùng A Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Văn Hùng về hai tội giết người và cướp tài sản. Đối tượng Vương Văn Hùng, 35 tuổi, trú tại khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Hùng đã 4 lần vi phạm pháp luật và có 3 tiền án. Qua xác minh, đối tượng này không có nhà, sống lang thang ở thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Cơ quan chức năng cho biết hiện mới xác định một đối tượng là Vương Văn Hùng liên quan trực tiếp đến cái chết của nạn nhân Cao Mỹ Duyên, 22 tuổi, trú tại đội 5 xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy vụ án có dấu hiệu liên quan đến nhiều đối tượng. Trong quá trình điều tra, nếu phát sinh manh mối khác, cơ quan chức năng sẽ khởi tố bổ sung hoặc thay đổi tội danh. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập đối tượng Trần Văn Công, trú xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, là chủ chiếc xe tải mà lực lượng chức năng phát hiện có vết máu của nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Chiều qua, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai và thành phố Biên Hòa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của một người đàn ông sau khi hát karaoke tại nhà riêng. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Minh, 63 tuổi, ngụ ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, người thân ông Minh gọi điện nhiều lần nhưng không thấy ông nghe máy. Khi đến nhà tìm, người này phát hiện cửa nhà vẫn mở nhưng ông Minh đã tử vong bên vách nhà với tư thế nằm sấp. Xung quanh thi thể còn nhiều đồ đạc dùng để hát karaoke như dây điện, loa âm ly. Theo một số người dân sống cạnh nhà nạn nhân, tối 12 tháng 2 vẫn còn nghe ông Minh hát karaoke trong nhà, nhưng từ khuya đến khi phát hiện ông Minh tử vong thì nhà ông Minh yên ắng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Vào khoảng 12 giờ 30 trưa hôm qua, phát hiện lửa bốc lên từ trạm xăng dầu Tuyên Nhân tại khu phố 1 thị trấn Thành Hóa, huyện Thành Hóa, tỉnh Long An. Nhiều người dân đã hô hoán kéo nước từ dưới sông lên dập lửa nhưng bất thành. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Long An đã nhanh chóng có mặt khống chế ngọn lửa. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa đã được dập tắt. Ghi nhận tại hiện trường, nguyên nhân ban đầu được xác định là do buổi trưa nắng nóng, thùng xăng bất ngờ bốc cháy. Qua kiểm tra nhanh, vụ cháy làm hỏng một tấm tường và một dàn la phong của một hộ dân, ước tính thiệt hại khoảng 70 triệu đồng. Đại diện phía trạm xăng đã nhanh chóng đo đạc và ước tính thiệt hại đền bù cho người dân. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Khoảng 16 giờ hôm qua, một vụ cháy khác cũng đã xảy ra tại một công trình xây dựng nằm sát công ty cơ khí trên đường 3 tháng 2, phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, người dân thấy khói lửa bốc lên dữ dội trong công trình nên nhanh chóng cùng nhau dập lửa nhưng bất thành. Lực lượng phòng cháy chữa cháy thị xã Thuận An đã điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Rất may đám cháy không lan sang công ty cơ khí bên cạnh. Theo một số hộ dân, có khả năng vụ cháy xảy ra là do có người đốt rác khiến ngọn lửa cháy lan sang công trình xây dựng. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe ô tô 7 chỗ đã xảy ra trên đường Đồng Khởi, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào tối qua, khiến một người đàn ông tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 30 phút tối qua, xe ô tô loại 7 chỗ do tài xế tên Nguyễn Hồng, ngụ phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa điều khiển, lưu thông trên đường Đồng Khởi, hướng từ quốc lộ 1A về huyện Vĩnh Cửu. Khi đến đoạn giao nhau với đường dây xe lửa trước cổng chợ Tân Hiệp thuộc phường Tân Hiệp, thì xe ô tô va chạm với xe máy do ông Vi Văn Kiên Đức, 51 tuổi, điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến ông Đức ngã xuống đường và bị ô tô này cán qua người. Ngay sau đó, người dân đưa ông Đức đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, nhưng do chấn thương quá nặng nên ông đã tử vong trước khi được đưa vào phòng cấp cứu. Đến 22 giờ 15 phút đêm qua, lực lượng chức năng mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường. Khoảng 16 giờ 30 phút hôm qua, trên đường Võ Trần Chí, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, một vụ va chạm giữa hai xe máy đã làm 4 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Theo điều tra ban đầu, vào thời gian trên, anh Đặng Vũ Linh, 24 tuổi, quê Bạc Liêu, điều khiển xe máy chở theo vợ và con gái hơn 3 tuổi, lưu thông trên đường Võ Trần Chí, hướng từ cầu Chợ Đệm ra quốc lộ 1. Khi qua giao lộ đường Trần Đại Nghĩa, quận Bình Tân được khoảng 500m, thì bị xe máy do anh Nguyễn Văn Quyết, 30 tuổi, quê Thanh Hóa, chạy cùng chiều phía sau tông trúng. Cú va chạm khiến các nạn nhân ngã trượt dài, va vào dãy barrier bằng sắt bên đường. Anh Linh trầy xước khắp người, vợ và con gái bị thương nặng, riêng anh Quyết bị gãy tay. Cả 4 nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Được biết, anh Linh và vợ cùng là công nhân đang thuê trọ tại huyện Bình Chánh. Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, gia đình anh tranh thủ lúc sáng sớm, chạy xe máy từ Bạc Liêu lên thành phố Hồ Chí Minh thì không may gặp nạn. Các phương tiện lưu thông thiếu quan sát khi đi qua vòng xoay đã dẫn đến một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến một người chết tại chỗ, một người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra lúc 9 giờ sáng qua tại vòng xoay giữa đường Phạm Văn Đồng và đường Lê Đại Hành thuộc phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải do tài xế Nguyễn Thành Công, 37 tuổi, trú tại Bình Định điều khiển đang xin đường rẽ phải từ đường Phạm Văn Đồng vào đường Lê Đại Hành. Khi đến vòng xoay thì va chạm với xe gắn máy mang biển kiểm soát 81S62596 do một người đàn ông điều khiển chở theo vợ đi thẳng theo đường Phạm Văn Đồng về trung tâm thành phố Pleiku. Người đàn ông bị cuốn vào gầm xe tải tử vong tại chỗ, người vợ bị gãy chân được người dân đưa đi cấp cứu. Sau tai nạn, tài xế xe tải đã đến công an phường Yên Thế trình diện và khai báo. Sáng qua, trên tuyến quốc lộ 51 thuộc địa bàn thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, một vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn chở xăng dầu và xe gắn máy đã làm một người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 20 phút, xe bồn do ông Nguyễn Ngọc Tuân, 40 tuổi, trú tại đường 30 tháng 4, phường 11, thành phố Vũng Tàu điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng từ Vũng Tàu đi Đồng Nai. Khi đến địa bàn khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân, xe bồn tông trúng xe mô tô do anh Lê Thành Tô, 23 tuổi, trú tại xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, điều khiển, đang lưu thông cùng chiều phía trước, khiến anh Tô tử vong tại chỗ. Công an thị xã Phú Mỹ đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn. Thưa quý vị, dân cúng sao giải hạn là một tập tục tín ngưỡng đã có từ lâu của người Việt. Nghi lễ này được thực hiện tại các chùa Phật giáo với niềm tin sẽ hóa giải xui xẻo. Tuy nhiên, thì nhiều chuyên gia nghiên cứu về Phật giáo và các chức sắc Phật giáo khẳng định dân cúng sao giải hạn không phải là nghi lễ của nhà Phật mà thậm chí còn được xem là mê tín dị đoan. Dù 7 giờ tối ngày 8 tháng Giêng mới bắt đầu diễn ra lễ khóa sao La Hầu, nhưng từ 4 giờ chiều đã có rất đông người đến chùa Phúc Khánh, Hà Nội ghi sớ chờ làm lễ dân cúng sao. Làm từ ngày xưa từ năm 80 đến bây giờ rồi. Mới đầu thì cô nhớ là 50.000, bắt đầu từ năm ngoái, năm kia thì đầu 150. Năm nào mà mình làm thì cảm hưởng rất là bình an. Tuy nhiên, vài năm gần đây, chính giáo hội Phật giáo cũng đã lên tiếng phản bác lễ dâng sao giải hạn. Thực ra thì trên cái cơ sở mà cái nhu cầu của nhân gian, nhưng mà trong Phật giáo thì hướng dẫn các chùa là chuyển cái việc cúng dâng sao giải hạn đấy bằng việc tổ chức lễ cầu an phù hợp với cái tinh thần đạo Phật cũng như là xã hội. Cái mức độ là niềm tin thôi, chứ không nên quá cầu kỳ, và để chủ yếu để cho cái tâm của con người ta nó được bình thản, dựa theo một cái triết lý của Phật giáo: tâm bình thế giới hòa bình, tâm loạn thì thế giới loạn.
Hiện chưa có cơ sở khoa học nào khẳng định việc dâng cúng sao giải hạn có thể xóa đi vận hạn của mỗi người. Thiết nghĩ giáo hội Phật giáo cũng nên có ý kiến chính thức với các cơ sở Phật giáo thực hiện các nghi thức thờ cúng không đúng với giáo lý nhà Phật, có biểu hiện mê tín dị đoan. Tiếp theo trong phần thông tin quốc tế. Hoa hồng origami hút khách dịp Valentine. Rực rỡ lễ hội ánh sáng Copenhagen ở Đan Mạch. Thưa quý vị, một công ty của Pháp mới đây đã áp dụng trí tuệ nhân tạo vào các quầy tính tiền trong các căng tin công sở. Điều này giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, tiết kiệm chi phí lao động khi nhân viên công ty tự thao tác bằng thẻ của mình. Nhìn bề ngoài thì thực đơn vẫn không đổi, nhưng với trí tuệ nhân tạo, máy tính tiền tự động của Compass đã tạo ra sự khác biệt. Một nhân viên đến, đặt khay thức ăn của mình vào thiết bị đầu cuối đặc biệt và dùng thẻ đeo của mình để tính tiền. Phía sau là một mạng lưới cho phép chỉ trong 300 mili-giây nhận ra tất cả những gì có trên khay để liên kết với thực đơn, tính tiền cho toàn bộ khẩu phần ăn một cách chính xác. Tại 13 nhà hàng ở Pháp, người dùng không cần phải đi qua nhân viên thu ngân nữa, mà chỉ cần đặt khay thức ăn của họ lên một thiết bị đầu cuối đặc biệt. Nó chạy rất mượt, rất nhanh, vì bạn chỉ cần đặt khay xuống, thiết bị sẽ quét những gì có trên đó và bạn được thưởng thức bữa trưa của mình. Nếu không đồng ý, nhân viên có thể chỉnh sửa, từ đó cập nhật thêm cho máy và học cách nhận biết hơn 6.000 công thức nấu ăn được tập đoàn đề ra. Compass muốn đẩy nhanh sự phát triển các thiết bị đầu cuối với mục tiêu là 80 địa điểm tại Pháp. Dự kiến con số này sẽ tăng thành 210 thiết bị từ đây cho đến cuối hè năm nay. Trong dịp lễ tình nhân năm nay, ngoài thị trường hoa tươi đang khá tấp nập thì những loại hoa khác cũng được săn đón. Vừa giữ được độ bền cũng như là tuổi thọ thì hoa hồng origami đang thu hút số lượng lớn khách hàng. Với những bó hoa tươi thì chỉ trong một tuần là sẽ héo. Chính vì lẽ đó, Alex Castro và Anne Rodriguez đã mang tới thị trường quà tặng lễ tình nhân năm nay một loại hoa đẹp bền vững hơn. Hai cô gái đang gấp rút hoàn thành những số lượng hoa origami cuối cùng được đặt hàng để kịp cho lễ tình nhân tại Philippines năm nay. Họ cho biết họ bắt tay thực hiện đơn đặt hàng từ đầu tháng 1 cho đến nay. Một bó hoa origami của họ gồm hoa hồng, hoa hướng dương và hoa lily. Giá của mỗi bó hoa dao động từ 450 đến 1.000 peso, tức khoảng từ 10 đến 20 đô la. Alex Castro cho biết mỗi bông hoa mất khoảng 15 phút để hoàn thành, vậy nên để hoàn thành một bó hoa, họ phải tốn ít nhất 3 giờ. Hoa origami thật sự rất độc lạ. Với dịp lễ Valentine, tôi nghĩ những món quà như hoa tươi sau một tuần hoa sẽ héo và bạn sẽ phải dứt nó đi. Thế nhưng hoa origami thì sẽ không bao giờ héo và bạn sẽ giữ được mãi để làm kỷ niệm. Hai cô gái cho biết sau khi hoàn tất các đơn đặt hàng trong dịp lễ tình nhân, họ sẽ bắt tay vào các đơn đặt hàng cho những lễ cưới. Vốn yêu thích nhân vật kinh công và lại có sẵn tay nghề, hai chuyên gia làm bánh tại Canada đã kỳ công dựng hẳn một mô hình chú khỉ đu trên tòa tháp Empire State. Hai đầu bếp Amari Gujon và Christopher Morel đã cùng nhau làm việc tại một nhà bếp ở Montreal, Canada. Họ mất đến 26 giờ lao động để tạo nên bức tượng cao 1,8 mét, nặng hơn 60 kg. Nhân vật trung tâm dĩ nhiên là King Kong, nhưng tòa nhà Empire State cũng được thể hiện khá tỉ mỉ với 7.345 khung cửa sổ. Điều thú vị và cũng là ngon lành nhất nằm ở chỗ bức tượng hoàn toàn làm bằng sô-cô-la. Người hâm mộ loạt phim đình đám Trò Chơi Vương Quyền giờ đây sẽ có một cơ hội để trải nghiệm vô cùng độc đáo trong một khách sạn băng được xây dựng dựa theo chủ đề của chính bộ phim. Khách sạn băng Lapland Snow Village được xây dựng tại Lapland, Phần Lan, dựa trên loạt phim Trò Chơi Vương Quyền. Toàn bộ kiến trúc của khách sạn được chạm khắc theo hình ảnh các nhân vật và khung cảnh trong bộ phim bom tấn này, như những con rồng, con sói từ vương quốc viễn tưởng Westeros. 12 nghệ sĩ đến từ Latvia, Litva, Nga, Ba Lan, Phần Lan và Ukraine đã sử dụng 400 tấn băng để xây dựng nên khách sạn này. Để tránh tan chảy băng, khách sạn luôn được giữ ở nhiệt độ từ âm 2 độ C đến âm 5 độ C. Giá phòng tại đây dao động từ 270 đến 360 đô la Mỹ một đêm. Ngoài ra nơi đây còn có một khu vực khác dành riêng cho các du khách thích ở trong điều kiện thời tiết bình thường. Bên cạnh đó, tại đây còn có các hoạt động ngoài trời như trượt tuyết cùng tuần lộc, tham quan bằng xe trượt tuyết. Những ngày qua, bầu trời đêm thành phố Copenhagen của Đan Mạch đã trở nên lung linh và ấm áp hơn giữa không khí lạnh giá của mùa đông. Kéo dài hơn 3 tuần, lễ hội ánh sáng Copenhagen hiện đã thu hút hàng trăm ngàn du khách.
lễ hội Copenhagen đã thu hút hơn 40 nhà thiết kế ánh sáng từ khắp nơi trên thế giới. Những nhà thiết kế này đã chung tay xây dựng một công trình ánh sáng quanh Copenhagen. Mục đích của lễ hội là khuyến khích người dân tham gia các hoạt động ngoài trời nhiều hơn. Không chỉ được ngắm nhìn những công trình ánh sáng màu sắc, du khách còn có cơ hội thưởng thức các tiết mục trình diễn nghệ thuật của nhiều nghệ sĩ quốc tế. Tôi nghĩ lễ hội ánh sáng này như một dấu hiệu khởi đầu mùa xuân khi nhiều tháng qua chúng tôi chìm trong không gian lạnh giá. Bên cạnh đó, tâm điểm của lễ hội là khu rừng băng giá tại công viên giải trí Tivoli và khu trượt băng được thắp sáng bởi 200.000 bóng đèn LED rực rỡ. Công viên giải trí Tivoli ở Copenhagen, Đan Mạch là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của nước này. Công viên giải trí lâu đời thứ hai trên thế giới này vừa kỷ niệm 175 năm ngày thành lập. Trở lại với các thông tin văn hóa trong nước, thưa quý vị, hôm qua thì hàng ngàn du khách từ khắp nơi đã tê tựu về lăng ông Duyên Hải tại xã Vĩnh Thịnh thuộc huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu để tham dự lễ hội Nghinh Ông. Khoảng 8 giờ, hàng chục tàu cá lớn nhỏ được trang hoàng lộng lẫy, hùng hậu tiến ra cửa biển Cái Cùng để rước ông vào lăng thờ cúng. Trong tiếng trống múa lân và tiếng hò reo của những người dân hai bên bờ sông, tạo không khí hết sức sôi nổi nhưng cũng đầy thành kính. Không khí của cái lễ hội Nghinh Ông năm 2019 thì cái người dân thì tham gia là nhiều hơn. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thì đều diễn ra thì mang tính khởi sắc hơn những năm trước đây. Sau khi rước ông từ cửa biển vào, ban quản lý lăng ông đã tổ chức buổi cúng tế với việc dâng hương, trái cây, trà, rượu. Đoàn tế lễ gồm các bô lão, cung nữ, thiếu nữ, công chúa và quan lính. Lễ hội Nghinh Ông là lễ hội văn hóa tâm linh của người dân vùng biển Bạc Liêu nói riêng và các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long nói chung, nhằm tưởng nhớ công ơn của cá voi, được người dân miền biển phong là vị thần Nam Hải Đại Tướng Quân, mà theo truyền thuyết đã không ít lần cứu giúp ngư dân đi biển vượt qua sóng to gió lớn, bình an nơi biển cả, đánh bắt được mùa. Hôm qua tại xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã diễn ra hội đua ngựa truyền thống Gò Thị Thùng. Đông đảo du khách trong và ngoài nước đã được tận mắt chứng kiến những khoảnh khắc vui nhộn từ các màn trình diễn của những chú ngựa. Gò Thị Thùng, nơi đua ngựa gắn liền với di tích lịch sử cấp quốc gia địa đạo Thị Thùng. Hội đua năm nay có 32 con ngựa của hai huyện là Tuy An và Đông Hòa. Điều làm nên sự đặc biệt của lễ hội chính là ngựa đua là những con ngựa thồ và các kỵ sĩ trên lưng ngựa không có yên cương, không bàn đạp giữ chân. Hào hứng về muốn coi những trận đấu vô cùng hấp dẫn của buổi sáng ngày hôm nay. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã định hướng phát triển lễ hội trở thành hoạt động văn hóa du lịch đặc trưng của địa phương. Cái đua ngựa này thật sự là một nét độc đáo rất là riêng. Vì những con ngựa này thì hàng ngày là nó thầu hàng giúp người dân, và khi vào mùa lễ hội thì người ta chỉ tập luyện 2-3 ngày và lên đua. Và những kỵ sĩ này là những người là nông dân thuần chất chứ không phải là được đào tạo luyện bài bản như những đua ngựa chuyên nghiệp. Kết thúc hội đua, ban tổ chức đã trao giải nhất cho con ngựa số 1 và kỵ sĩ Nguyễn Thành Trung, xã An Hiệp, huyện Tuy An. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay vào lúc 18:30 trên cả hai kênh HTV7 và HTV9. Chương trình chắc chắn sẽ mang lại cho quý vị nhiều thông tin cập nhật mới nhất. Và lúc này thì xin kính chúc quý vị một ngày làm việc mới tràn đầy năng lượng và thật hiệu quả. Xin kính chào, tạm biệt.